Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyên đề bất phương trình bậc nhất một ẩn ha. Và bài tập hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh về cái nội dung là liên hệ giữa thứ tự và cái phép toán. Thì bài vừa rồi các bạn đã học được liên hệ giữa thứ tự và phép cộng cũng như là phép nhân rồi đúng không nè. Thì cô sẽ nhắc lại cho mình một số cái ý chính trước khi mình đi vào bài tập ha. Thì đối với phép cộng là khi các bạn mà cộng cùng một số vào cả hai vế của một bậc đẳng thức á, thì ta sẽ được một bậc đẳng thức mới cùng chiều với bậc đẳng thức đã cho, được chưa? Đó là phép cộng. Còn phép nhân thì sao? Phép nhân thì mình có hai trường hợp, là nhân với một số dương, hoặc trường hợp thứ hai là nhân với một số âm. Trường hợp các bạn nhân cả hai vế của bậc đẳng thức với cùng một số dương thì ta sẽ được bậc đẳng thức mới cùng chiều với bậc đẳng thức đã cho, được chưa? Còn cái trường hợp mà các bạn nhân cả hai vế của bậc đẳng thức với cùng một số âm thì ta sẽ được một bậc đẳng thức mới ngược chiều với bậc đẳng thức đã cho. Thì các bạn chỉ nhờ cần nhớ cho cô những cái ý chính đó thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào sửa bài tập ha. Bài tập hôm nay thì của chúng ta gồm có 5 bài. Giờ chúng ta sẽ vào bài số 1 nha. Bài số 1 cho M nhỏ hơn N, người ta yêu cầu mình so sánh câu A là 8M cộng 2 và 8N cộng 5. Câu B 7 trừ M và 7 trừ N. Câu C là trừ 6N trừ 9 và trừ 6M trừ 9. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi vào giải từng câu ha. Đây, trước tiên là câu A. Câu A người ta yêu cầu mình so sánh 8M cộng 2 và 8N cộng 5. Thì các bạn thấy, mình nhìn vô mình thấy là M nhỏ hơn N nè, thì 8M sẽ nhỏ hơn 8N, đúng chưa? 2 nhỏ hơn 5 nữa, thì đó là 8M cộng 2 sẽ nhỏ hơn 8N cộng 5 ha. Rồi mình trình bày câu A nha. Ta có là M nhỏ hơn N, được chưa? Vậy suy ra là 8M sẽ nhỏ hơn 8N. Mình nhân cả hai vế cho một số dương, đúng không? Nhân cho 8 một số dương, cái chiều của bậc đẳng thức nó sẽ không đổi. Rồi mình lại có là, có gọi là 2 nhỏ hơn 5, đúng không nè? Đây cô đặt là số 1, đây cô đặt số 2, thì cô cộng 1 và 2. Vế theo vế thì ta được gì đây? Ta được là 8M cộng 2 sẽ nhỏ hơn 8N cộng 5, được chưa nè. Rồi bây giờ đến câu B. Câu B là 7 trừ M và 7 trừ N. Thì mình cũng đi từ M và N ha. Thì các bạn thấy M nhỏ hơn N thì trừ M sẽ như thế nào? Lớn hơn trừ N, đúng không? Trừ M lớn hơn trừ N, tại vì sao mình nhân cả hai vế cho trừ 1, được chưa nè. Rồi tiếp tục, để xuất hiện 7 trừ M và 7 trừ N thì mình lại cộng cả hai vế của bậc đẳng thức cho 7, được chưa? Đó, mình cứ làm từng bước thôi ha. Câu B ta cũng có là M nhỏ hơn N, suy ra trừ M sẽ lớn hơn trừ N, đúng không? Nhưng cả hai vế cho một số âm thì bậc đẳng thức đổi chiều. Nên mình suy ra luôn là 7 trừ M sẽ lớn hơn 7 trừ N, được chưa? Mình, lúc này đến bước này mình sẽ cộng cả hai vế cho 7 ha. Rồi tiếp tục bây giờ mình đến với câu C ha. Thử xem đề câu C là gì đây. Đề câu C là trừ 6N trừ 9 và trừ 6M trừ 9, được chưa? Rồi thì mình cũng đi từ M và N thôi, được chưa? Rồi bây giờ mình đi N trước cũng được. Thay vì ghi M nhỏ hơn N thì mình có thể ghi là N lớn hơn M, đúng không? N lớn hơn M, vậy trừ 6M, N với trừ 6M như thế nào? Đó, mình áp dụng là nhân cả hai vế cho một số âm thì bất đẳng thức sẽ đổi chiều. Thì tiếp tục nữa, mình cộng cho số trừ 9, có nghĩa là cộng cho số trừ 9, đúng không? Rồi bây giờ mình cũng làm từng bước ha. Câu C nha. Ta có là N sẽ lớn hơn M, đúng không? Thay vì mình ghi M nhỏ hơn N thì mình ghi là N sẽ lớn hơn M. Như vậy là mình suy ra trừ 6 N này sẽ nhỏ hơn trừ 6 M, được chưa?
phải suy ra tiếp tục là trừ 6n này nè cộng cả hai vế cho số trừ 9, được không? Trừ 6m cộng cho số trừ 9. Vậy mình suy ra là trừ, à chỗ này là n nha. Đây trừ 6n. Trừ 6n trừ 9 sẽ nhỏ hơn trừ 6m trừ 9. Được chưa? Rồi như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong bài số 1. Bài số 1 tương đối là dễ đúng không nè? Rồi giờ mình sẽ chuyển sang bài số 2 nha. Bây giờ mình đến với bài số 2 ha. Đề bài số 2 như sau. Bài 2 là với ABC XY thuộc R. Nghĩa là ABC và XY thì là những số thực ha. Đều cần mình chứng minh rằng có hai câu A và B. Câu A là AX cộng BY tất cả bình nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng B bình tất cả nhân cho A bình cộng B bình. Câu B là A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn AB cộng BC cộng CA. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng câu ha. Đầu tiên các bạn nhìn vào câu A cho cô nha. Đây câu A. Thì các bạn thấy ở vế trái á là có dạng bình phương của một tổng. Nếu như các bạn khai triển ra thì mình sẽ có được là A bình X bình nè cộng 2ABXY cộng cho B bình Y bình, đúng không? Và ở vế phải nếu như bạn nhân vào thì các bạn cũng có là A bình X bình rồi B bình Y bình, những cái như vậy đúng không? Các bạn mình thử biến đổi tương đương, mình khai triển nó ra thử xem được gì, được như thế nào ha. Rồi bây giờ mình đi vào câu A ha. AX cộng cho BY tất cả bình nhỏ hơn bằng là A bình cộng cho B bình nhân cho X bình cộng cho Y bình. Rồi bây giờ cô khai triển ra nha. Đây là A bình X bình cộng cho 2AB XY cộng cho B bình Y bình nhỏ hơn bằng A bình X bình cộng cho A bình Y bình cộng cho B bình X bình, đúng không? Rồi cộng cho B bình Y bình. Rồi bây giờ các bạn thấy là ở hai vế có A bình X bình có nè, được chưa? Rồi B bình Y bình thì B bình Y bình này cũng có luôn. Như vậy là mình sẽ còn lại là còn gì đây? Còn câu A bình Y bình nè, 2ABXY thì cô chuyển sang vế phải cho cô sẽ được là trừ 2 lần ABXY, đúng không? Rồi cô cộng cho B bình X bình, cái này cô sẽ lớn hơn hoặc bằng không nha. Tại vì cô chuyển cái này sang vế phải, được chưa? Đó. Thì các bạn chú ý cái lúc mà mình chuyển qua thì cái dấu lớn hơn hoặc bằng hay nhỏ hơn hoặc bằng đó nha. Rồi bây giờ mình lại nhìn lại cái này sẽ tương đương như đây. A bình Y bình trừ 2 lần ABXY cộng cho B bình X bình, có phải là mình sẽ được là AY trừ cho BX tất cả bình. Cái này lớn hơn hoặc không? Đúng không nè? Đó. Nó là từ cái bất đẳng thức ban đầu mình đã biến đổi được đến cái điều đúng thì mình có thể kết luận là điều ban đầu đúng ha. Thế là vậy AX cộng cho BY tất cả bình này sẽ nhỏ hơn bằng A bình cộng cho B bình tất cả nhân X bình cộng Y bình. Đây là mình điều mình cần phải chứng minh, đúng không? Đó. Và các bạn thấy là cái dấu bằng này xảy ra khi nào? Cái dấu bằng này xảy ra khi có phải là AY bằng BX không? Mà AY bằng BX thì có nghĩa là A chia cho B sẽ bằng X chia cho Y. Được ha. Dấu bằng xảy ra. Vậy chỉ khi là AY trừ BX bằng 0, đúng không? Đó. Thì mình sẽ được là A phần B bằng X phần Y. Được chưa nè? Như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong câu A ha. Bây giờ mình sẽ sang câu B nha. Như cô sẽ xóa bảng để mình làm câu B ha.
Trong thời gian cô xóa bạn thì các bạn có thể là suy nghĩ hoặc là nhìn lại đề câu B một lần nữa. Đây cô ghi lại đề câu B ha. Câu B là A bình cộng cho B bình cộng cho C bình lớn hơn bằng AB nè cộng cho BC cộng cho CA. Thì liệu mình có thể biến đổi tương đương đến một điều đúng để mình quay lại mình kết luận cái điều ban đầu là đúng hay là không? Thì bây giờ mình thử nha, các bạn nhìn vào ở đây nha. A bình, B bình, đây là cộng C bình. Ở đây có AB, có BC cộng có CA. Được chưa? Thì các bạn thấy là nếu như bây giờ nha, cô nhân cả hai vế lên cho 2. Tại sao nhân 2 thì các bạn thấy là ở đây nếu mà muốn thành thẳng đẳng thức thì phải có là 2AB đúng không? Rồi 2BC rồi 2CA đúng không nè? Đó. Thì ở đây phải có là A bình cộng cho 2AB cộng B bình thì mới được thẳng đẳng thức. Rồi A bình cộng cho B bình cộng 2BC cộng C bình thì mới được thẳng đẳng thức đúng không? Đó. Như vậy mục đích của mình là mình sẽ đưa về những cái bình phương, mình chứng minh cái điều đó lớn hơn bằng không. Và bình phương, những cái bình phương, tổng những cái bình phương thì sẽ lớn hơn bằng không là điều đúng. Mình có thể kết luận lại cái điều ban đầu của mình là đúng, đúng không? Đó, cái tụi như vậy. Và bây giờ để cô bỏ cái phần nhát đi, cô trình bày lại cho mình ha. Rồi bây giờ cô sẽ nhân cả hai vế với 2 ha. Thì các bạn nhớ là khi nhân cả hai vế với một số dương thì bức phương trình không đổi chiều nha. Đây 2A bình cộng cho 2B bình cộng cho 2C bình lớn hơn hoặc bằng 2AB nè cộng cho 2BC nè cộng cho 2CA. Được chưa? Lúc này cô muốn chuyển hết sang một bên. 2A bình nè cộng cho 2B bình nè cộng cho 2C bình nè trừ 2AB nè trừ 2BC trừ 2CA lớn hơn hoặc bằng không. Thử mình có thể đưa nó về những cái bình phương giống như lúc nãy cái ý tưởng của mình là không. Thì các bạn thấy ở đây A bình có 2AB đúng không? Thì cô sẽ tách thành A bình trừ 2AB. Muốn thành đẳng thức thì ở đây là cộng cho B bình. Rồi trừ 2BC đúng không? Thì cộng cho B bình trừ 2BC cộng cho C bình. Rồi trừ 2AC đúng không? Thì cộng cho C bình trừ 2CA cộng cho A bình. Cái này sẽ lớn hơn bằng không. Thử các bạn coi đúng không nha. Đây, một cái bình phương, một cái bình phương. Ở đây một cái bình phương. Kiểm lại có đủ 2 bình không? Một A bình ở đây. Đây, cô phân cái mở này nha. Một A bình ở đây. Một A bình đây là đủ đúng không? Rồi một B bình ở đây, một B bình ở đây là đủ. Còn C đâu? Một C bình ở đây, một C bình ở đây. Nhưng mà là đủ, cái hàng tử là đúng không nè. Rồi đến đây thì các bạn thấy là mình gần có được điều mình muốn chứng minh rồi. A bình trừ B cộng B bình, có nghĩa là A trừ B tất cả bình, đúng không? Rồi cộng cho ở đây là B trừ C tất cả bình, đúng chưa? Ở đây là cộng cho C trừ A tất cả bình. Này lớn hơn hoặc không? Điều này là đúng, đúng rồi nè. Tại vì những cái bình phương đều lớn hơn bằng không hết thì tổng của nó sẽ lớn hơn bằng không. Như vậy mình có thể kết luận cái điều ban đầu của mình và chứng minh là đúng ha. Vậy là mình phải A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn bằng AB cộng BC cộng cho CA. Đây là điều mình phải chứng minh. Và các bạn thấy cái dấu bằng xảy ra khi nào? Cái bằng xảy ra khi nào? Có phải là những cái mặt, những cái bình phương này đều bằng không hết không? Tức là A trừ B bằng không nè, B trừ C bằng không nè, rồi C trừ A bằng không nè. Như vậy là những cái bình phương nó bằng không hết khi A bằng B bằng C, đúng không? Rồi, dấu bằng xảy ra. Khi và chỉ khi là A bằng B bằng C, được chưa nè? Như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong câu B, cũng như là vừa hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bài số 3 nha.
Rồi giờ mình đến với bài số 3 ha. Bài số 3 có đề như sau. Bài 3 là với ABCDE trục R. Nghĩa là ABCDE là các số thực ha. Chứng minh rằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng D bình cộng E bình lớn hoặc bằng A nhân cái tổng là B cộng C cộng D cộng E. Được không? Các bạn thấy bài này như thế, nhìn như nhận bài này như thế nào đây? Các bạn thấy là nếu như cái bên phải này mình nhân vào thì ở đây mình sẽ được là AB nè cộng cho AC nè cộng cho AD cộng cho AE, đúng không? Nó cũng giống giống cái dạng câu 2B, đúng không? Cái bài 2B lúc nãy đó. Thì mình cũng suy nghĩ cái hướng mình sẽ đưa về những cái bình phương, những cái bình phương và chứng minh nó lớn bằng không. Thì nếu như mình nhân hai ở đây thử xem giống như bài 2B thử được không? Cộng 2AB cộng 2AC cộng 2AD cộng 2E. Được chưa? Như vậy là nếu như vậy thì mình sẽ cần có bao nhiêu? Cần có là 1 nè, 2, 3 nè, 4 nè, 4A bình nè, rồi 1 cộng cho B bình nè, rồi cộng cho C bình nè, cộng cho D bình nè, cộng cho E bình. Có nghĩa là mình cần 4A bình, đúng không? Ở đây A có một cái trong cái bình phương, ở đây là A bình, ở đây cần 1A bình, ở đây cần 1A bình, ở đây cũng cần 1A bình. Nhưng mà các bạn thấy ở vế phải mình đã có là A bình, 1A bình với B bình cộng C bình cộng D bình cộng E bình rồi. Do đó nếu như mình nhân hai vế cho hai á thì mình hoàn toàn không có được 4A bình. Đúng không? Đúng không nè? Mình chỉ có là 2A bình, 2B bình, 2C bình, 2D bình và 2E bình thôi. Cho nên mình không thể đưa về cái dạng mình nhân 2 để mình đưa về cái bình phương như lúc nãy được. Tuy nhiên các bạn thấy là ở đây nếu như mình nhân vô mình có là AB, đúng không? AB cộng cho B A C cộng AD. Có nghĩa là nếu như mình đưa về cái bình phương thì cái bình phương nào cũng có hàng tử A hết. Được chưa? Như vậy có phải là các bạn nhìn một chút xíu nha. AB nè có phải là bằng 2 nhân cho A chia 2 nhân cho B, đúng không nè? Lúc này thì bạn cần gì đây? Có phải là bằng lúc này thì bạn cần là A bình chia 4, đúng không? Đó, rồi cộng cho 2 nhân A chia 2 AB, đúng chưa nè? Thì lúc này bạn chỉ cần A bình chia 4 thôi. Và tương tự với cái AC nha, để quy nhắc ở đây AC thì là bằng 2 nhân A chia 2 nhân C, đúng chưa? Thì cái này bạn cũng cần A bình chia 4, đúng chưa nè, để nó thành một cái bình phương, để mình đưa về nó bình phương. Tương tự với D với E, đúng chưa? Như vậy là mình cần bao nhiêu cái A bình chia 4? Có phải là cần 4 cái A bình chia 4 không? Là chỉ cần một cái A bình thôi, đúng không? 4 A bình chia 4 có nghĩa là A bình. Như vậy là đối với bài này các bạn thấy mình không cần nhân cả hai vế cho hai hay như thế nào hết. Các bạn chỉ cần chuyển qua và bạn tách cái A bình chia 4 này thành bạn tách cái A bình này thành A bình chia 4, 4 lần như vậy các bạn nhóm lại các bạn sẽ có được những cái bình phương của một tổng ha, hoặc là những cái bình phương của một hiệu tương ứng. Rồi thì thử xem là cái bình chuyển vế là những cái bình phương đó là những cái bình phương nào ha, mà bình phương tổng của những cái bình phương thì chắc ăn sẽ lớn hơn bằng không, đúng không nè? Đó rồi bây giờ mình thử đặt bút xuống bàn thử xem cái ý tưởng của mình có đúng hay không ha. Đây cô sẽ bỏ cái phần nháp này nha. Rồi, giải nha. Đây cô gọi là A bình cộng cho B bình cộng cho C bình cộng D bình cộng E bình lớn hơn bằng A nhân B cộng C cộng D cộng E. Thì mình sẽ chuyển sang vế trái, sau đó mình khai triển, hoặc mình khai triển sau đó mình sẽ chuyển sang vế trái, cái nào cũng được hết ha. Thì ở đây cô sẽ được là A bình cộng cho B bình cộng cho C bình nè cộng D bình cộng E bình trừ AB nè trừ AC trừ AD và trừ AE, cái này sẽ lớn hơn bằng không. Thì đương đương giống như lúc nãy cô nói, cô sẽ tách thành là A bình
chia 4, 4, 4 lần như vậy ha. Mình chia 4 trừ cho AB nè, cộng cho B bình, cộng cho A bình chia 4 trừ AC cộng C bình, cộng cho A bình chia 4 nữa nè, trừ AD cộng cho D bình. Rồi đến đây thì cộng cho A bình chia 4 nè, trừ AE cộng cho E bình, và cái này sẽ lớn bằng 0. Tương đương đây thì mình sẽ được là A chia 2 trừ B tất cả bình, cộng cho A chia 2 trừ C tất cả bình, đúng không? Tiếp tục cộng cho A chia 2 trừ D tất cả bình, cộng cho A chia 2 trừ E tất cả bình, này lớn hơn bằng 0. Và đây là điều đúng, đúng không? Tổng của những cái bình phương cộng lại thì tất nhiên sẽ lớn hơn bằng 0. Được chưa nè? Như vậy là mình kết luận điều ban đầu là đúng, đúng không? Vậy A bình cộng B bình cộng C bình cộng D bình cộng cho E bình sẽ lớn hơn bằng A nhân cho tổng của B cộng C cộng D cộng E. Và đây là điều mình phải chứng minh. Như vậy là đối với các bạn là dấu bằng sẽ ra khi nào? Dấu bằng sẽ ra khi nào? Dấu bằng sẽ ra có phải là từng cái mặt này, từng cái hiệu này bằng không không? Đúng không nè? Mà từng cái hiệu này bằng không có là A chia 2 bằng B nè, rồi A chia 2 bằng C, A chia 2 bằng D, A chia 2 bằng E. Hay mình có thể ghi là B bằng C bằng D bằng bằng E, và B, C, D, E sẽ, và A sẽ bằng hai lần cái đó, đúng không? Và mình sẽ ghi như này đi, dấu bằng sẽ ra. Ghi như vậy cho gọn nha. Khi mà chỉ ghi E bằng 2B bằng 2C bằng 2D bằng 2E. Từ đây mình cũng có thể nhìn ra là A bằng 2B bằng 2C bằng 2E, thì mình có thể nhìn ra là B bằng C bằng D bằng E luôn, đúng không nè? Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 4 nha. Mình đến với bài số 4 ha. Bài số 4 là cho ABC lớn hơn 0, chứng minh rằng A phần B cộng B phần A lớn hơn 1 bằng 2. Đó là câu A. Còn câu B là A nhân B chia C nè, cộng cho B nhân C chia A, cộng C nhân A chia B sẽ lớn hơn 1 bằng A cộng B cộng C. Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu A ha. Mình đi từng câu đến với câu A nha. Đây, trước tiên cô ghi lại đây câu A ha. Câu A là A chia B cộng cho B chia A lớn hơn bằng 2. Rồi, bài này thì cô sẽ biến đổi tương đương thử nha. Ở đây mình sẽ được quy đồng lên A bình nè, cộng B bình nè, chia cho AB sẽ lớn hơn hoặc bằng 2AB chia cho AB. Sau khi quy đồng thì không biết là đến đây các bạn sẽ biến đổi một bước bằng cách quy đồng, các bạn có thể thấy được điều gì chưa nè. Rồi bây giờ cô chuyển sang phía trái hết nha, thì cô sẽ được là A bình cộng B bình trừ 2AB chia cho AB, cái này lớn hơn bằng 0. Tôi nghĩ là đến bước này thì chắc hẳn là các bạn đã nhìn ra được rồi đó. Tuy nhiên là cô vẫn sẽ ghi rõ thêm một bước nữa, đó là cô được là A trừ B tất cả bình chia cho AB lớn hơn bằng 0. Và các bạn thấy là điều này hoàn toàn đúng, đúng không? Tại vì sao? Ở trung tử là A trừ B tất cả bình thì là một bình phương thì nó đã không âm rồi. Còn dưới mẫu của mình A nhân B như thế này, A nhân B nó sẽ lớn hơn không? Tại vì sao? Không thấy là AB đều cho là những số dương, đúng không? Đây, cho ABC lớn hơn không? Đó, thì A nhân cái tích A nhân B sẽ lớn hơn không? Không âm chia cho lớn hơn không thì sẽ được là không âm, đúng chưa? Mình ghi ở đây là đúng, vì AB
lớn hơn không. Dạ, mà điều này đúng thì có nghĩa là cái điều ban đầu của mình đúng, nhưng mà mình kết luận là vậy. A chia B cộng cho B chia A sẽ lớn hơn bằng 2. Điều phải chứng minh ha, điều phải chứng minh. Được chưa? Như vậy là cái dấu bằng xảy ra khi nào các bạn? Dấu bằng xảy ra khi có phải là cái bình phương của một hiệu này bằng 0 đúng không? Tại không chia một chia cho thức A nhân B thì sẽ được 0 đúng chứ nè. Cho nó là dấu bằng xảy ra khi A bằng B ha. Đây, dấu bằng xảy ra. Khi mà chỉ khi là A bằng B. Vậy chứ nè. Như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong câu A ha. Bây giờ cô sẽ bôi câu A để mình chuyển sang câu B nha. Rồi để cô ghi lại đề câu B. Này bồi luôn cái chữ B rồi. Cô ghi lại đề câu B nha. AB chia cho C cộng cho BC chia cho A cộng cho C A chia cho B lớn hơn bằng A cộng B cộng C. Rồi đối với các bạn thì một chút xíu ha. Thì các bạn thấy bây giờ liệu như mình có thể liên kết với câu A để mình giải quyết câu B này hay không? Rồi bây giờ mình làm nhé một chút xíu nha. Và nhờ mình thử suy nghĩ mình từ câu A xem nha. Giả sử được câu A là mình có AB nè cộng cho B chia A lớn hơn bằng 2 đúng không? Rồi mình nhìn lại cái vế của mình, vế trái của mình là có gì đây? Cái phần B đây, phần A đây. Rồi mình nhân, mình sẽ biến đổi theo cái nào đây? Rồi nếu như cô nhân cho C ha, nhân cả hai vế cho C ở đây thì ở đây cũng sẽ xuất hiện là C A chia cho B đúng không? Đây C A chia cho B đây nè. Nè, đó. Đây có C A chia cho B. Rồi cộng cho C B chia cho A. C B chia cho A, đây. Đó. Thì ở đây mình có là 2C. Đúng không? 2C. Ở vế trái thì chỉ có 1C thôi. Được chưa? Rồi, đó là mình đã xuất hiện được hai cái này rồi. Đúng không? Bây giờ làm sao để có được cái làm sao để xuất hiện có cái AB chia cho C đây? Thì các bạn thấy là tương tự mình sẽ có, nếu muốn xuất hiện AB chia cho C thì mình sẽ áp dụng câu A. Tuy nhiên là mình sẽ có cái chỗ này. Đây cô sẽ chấm ra một chấm ha. Đây đi. Chấm thứ hai để xuất hiện cái AB chia cho C đầu tiên này. Thì các bạn thấy là cô cô có là B chia cho C nè cộng cho C chia cho B sẽ lớn hơn 2 hoặc bằng 2 đúng không? Giống như câu A, mình tương tự câu A. Thì lúc này nếu như cô nhân cả hai vế cho A vô, cho A này, thì cô sẽ xuất hiện được là AB chia cho C. Đây, AB chia cho C đúng không? Đó, AB chia cho C. Tuy nhiên là các bạn thấy là mình lại dư ra một cái, nếu như vậy thì cái vế trái của mình, nếu mình cộng lại hết thì vế trái của mình lại dư ra một cái là một cái C, AC chia cho B rồi đúng không? Đây cái này, nhưng mà vế phải lại thiếu đi cái phần B, chưa có xét cái thằng B nào xuất hiện hết. Do đó mình sẽ tiếp tục áp dụng thêm lần nữa. Ở đây mình thấy là AB, A phần B cộng B phần A rồi, B phần C cộng cho C phần B rồi. Như vậy mà mình còn thiếu cái nào nữa ta? Các bạn là A phần B đúng không? A phần C chứ. A phần C cộng cho C phần A nè sẽ lớn hơn bằng 2. Rồi thì mình sẽ nên là nhân cho C, nên là nhân cho A. Như vậy mình sẽ nhân B vào. Đây, nhân B vào. Thì ở đây mình sẽ xuất hiện được B đúng không? Đó. Lúc này thì các bạn thấy nếu như mình cộng hết tất cả cái này lại thì với phải mình sẽ xuất hiện là 2 lần A cộng B cộng C đúng chưa? Vế trái của mình xuất hiện như đây, có phải là mỗi cái C A B nè, rồi A B C, rồi B A nhân C đều xuất hiện hai lần đúng không? Và mình được hai lần cái vế, hai lần cái nguyên cái cụm này đúng chưa nè? Đó. Thì sau khi mình chia cho hai
Khi cho 2 này thì mình đã được cái điều mình phải chứng minh ban đầu. Đúng chưa? Rồi bây giờ cô sẽ trình bày lại rõ ràng cho các bạn bài này nha. Tuy nhiên là các bạn nào mà có cái hướng đi khác cũng được. Một bài thì mình có thể có nhiều hướng giải. Nếu mà các bạn cảm thấy là từng bước nó chặt chẽ, nó đúng là được ha. Không nhất thiết phải bó buộc theo một cách ha. Ở câu B này thì cô sẽ đi từ câu A của mình. Đây, theo câu A thì mình có là A phần B cộng cho B phần A sẽ lớn hơn bằng 2, đúng không? Như vậy là cô sẽ suy ra được là CA chia cho B cộng cho CB chia cho A lớn hơn bằng 2C, được chưa? Thì tương tự ta có lúc nãy là mình lại A chia cho B chia cho A rồi thì sẽ tới là B chia cho C, C chia B ha. Thì là AB chia cho C nè cộng cho CA chia cho B sẽ lớn, này B chia C, C B sẽ lớn hơn bằng 2A, chứ đây là 2C nè. Đó. Rồi cái nữa là 2C, 2B rồi thì cái này sẽ lớn hơn là 2B. Do đó ở đây sẽ là BA chia C cộng cho BC chia A. Chưa? Cô đặt ở đây là số 1, ở đây là số 2, ở đây là số 3. Chưa? Rồi cô cộng vế theo vế lại ha. Cộng 1, 2, 3, vế theo vế ta được gì đây? CA chia B, ở đây cũng được CA chia B là hai lần CA chia B, được chưa? Giờ mình theo cái mẫu đi ha, mẫu C trước đi, mẫu C cho nó giống cái ở trên mình dễ nhìn ha. Đây mẫu C là AB chia cho C, đúng không? AB chia cho C đây thì ở đây mình có được là AB chia C là hai lần AB chia C nè. Rồi tới mẫu A, đúng không? Mẫu A thì ở đây là CB chia cho A hay BC chia A, cái này mình dạy đây. Rồi BC chia cho A đây. Rồi tới mẫu B là CA chia B đây, CA chia B, được chưa? Đó thì mỗi cái nhận mình sẽ có hai lần. Rồi ta được gì đây? Ta được là hai lần, đây cô đỏ là cái phấn màu đỏ màu trắng đi ha. Hai lần AB chia cho C cộng hai lần CA chia cho B cộng cho hai lần BC chia cho A lớn hơn một bằng, đây là hai lần A cộng B cộng C. Vậy mình chia cả hai vế cho hai là AB chia cho C cộng cho CA chia cho B cộng cho BC chia cho A sẽ lớn hơn một bằng A cộng B cộng C, được chưa? Và đây là điều mình phải chứng minh. Được nè. Rồi, đến đây thì các bạn thử hỏi đối các bạn là dấu bằng sẽ ra khi nào? Được chưa? Ở trên đây là các bạn thấy là A chia B cộng B chia A lớn bằng 2. Dấu bằng nó xảy ra khi A bằng B, đúng không? Vậy cái đến cái dòng cái phần số 2 này nè, dấu bằng xảy ra khi B bằng C. Rồi, cái dòng số 3 này xảy ra khi dấu bằng xảy ra khi là A bằng C. Như vậy là để có được cái dấu bằng ở cái điều cuối cùng này thì có phải là A phải bằng B bằng C không? Đúng không nào? Gọi là dấu bằng xảy ra. Khi mà chị ghi là A bằng B bằng C, được chưa nè? Như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong câu B của bài số 4 ha. Giờ mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo nha.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bài số 5 ha. Bài số 5 là cho các số thuộc dương x, y, z. Chứng minh rằng x cộng y chia z nè. Cộng cho y cộng z chia x, cộng cho z cộng x thì chia y lớn hơn bằng 6. Bài này các bạn làm như thế nào đây? Rồi bây giờ mình thử biến đổi vế trái chút xíu ha. Các bạn hãy làm x cộng y chia z thì cô có thể ghi là x chia z cộng cho y chia z, đúng không nè? Rồi y cộng z chia x thì cô có thể ghi là y cộng x, y chia x cộng cho z chia x, x ghi lại, được chưa? Rồi z cộng x chia y thì cô có thể là z chia y cộng cho x chia y. Đến đây thì các bạn có thấy được điều gì chưa? Đây nè, mình có là x chia z nè, ở đây là z chia x nè, đó. Rồi y chia z nè, ở đây là z chia y nè. Đây là khoanh tình cặp nha. X chia z, z chia x nè. Rồi ở đây là y chia z nè, z chia y nè. Chưa? Rồi cặp này là y chia x nè. Đó, y chia x nè. Ở đây là x chia y nè. Rồi, đã nhìn thấy được điều gì chưa nè? Có phải là lúc nãy ở bài 3 thì phải có là a chia b cộng cho b chia a lớn hơn bằng 2 đúng không? Kéo bằng sự ra khi a b, đúng chưa nè? Mình đã chứng minh được điều đó. Thì các bạn thấy ở đây từng cặp như vậy, từng cặp như vậy có phải là có dạng a chia b cộng b chia a không? Đúng không? Đó, thì từng cặp như vậy lớn hơn bằng 2, mình có tới 3 cặp thì cái tổng nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 6, đúng chưa nào? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dựa vào cái ý tưởng đó mình trình bày bài này nha. Còn thấy là qua cái bài tập hôm nay thì các bạn thấy cái bài 3A cũng khá là quan trọng đúng không? Đó. Thành ra nếu như đối với cái bài nào mà chưa có, mình lúc tại lúc nãy mình đã làm cái bài 3A rồi, do đó mình có thể là ghi là theo câu 3A thì mình có thể sử dụng. Tuy nhiên một cái bài riêng lẻ như vậy, nếu như mà đề cho ở ngoài một bài riêng lẻ như vậy, nếu như các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải chứng minh lại, được chưa? Rồi bây giờ mình biến đổi chút xíu ha. Ta có x cộng y nè, chia cho z nè, cộng cho y cộng z, chia cho x, cộng cho z cộng x, chia cho y. Thì cái này cô sẽ biến đổi tách ra là x cộng z nè, x chia z cộng y chia z, cộng cho y chia x, cộng cho z chia x, cộng cho z chia y nè, rồi cộng x chia y. Rồi bây giờ cô sẽ sắp xếp lại thứ tự cho mình dễ nhận ha. Thì cái này sẽ bằng là x chia z nè, cộng cho z chia x. Rồi y chia z cộng cho z chia y, cộng tức là z chia y chia x đúng không? Y chia x cộng cho x chia y. Được chưa? Đến đây thì mình sẽ áp dụng câu 3A ha. Theo câu 3A, ta có là A chia B cộng cho B chia A, ở đây cộng, sẽ lớn hơn bằng 2, với là AB lớn hơn 0. Được chưa? Vậy mình suy ra X chia Z cộng cho Z chia X sẽ lớn hơn bằng 2 nè. Được chưa? Rồi y chia z nè, cộng z chia y nè, cũng lớn bằng 2 luôn. Rồi y chia x cộng cho x chia y cũng lớn hơn bằng 2 luôn. Nhưng mà mình suy ra được cái tổng đó, x chia z cộng cho z chia x cộng y chia z cộng z chia y cộng y chia x nè, cộng cho x chia y sẽ
lớn hơn bằng 6. Hay. Hay gì đây? Hay là x cộng y chia cho z cộng cho cộng cho gì? Chia cho z rồi thì tính là z cộng x chia cho y. Và cái này là chia cho x thì là y cộng z chia cho x lớn hơn bằng 6. Cái này là mình có là điều phải chứng minh ha. Và các bạn thấy dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi từng cái này sẽ bằng 2 đúng không? Có nghĩa là x bằng đầu tiên nè. Ở đây mình có x bằng z nè. Tiếp theo là y bằng z nè. Tiếp đến là y bằng x nè. Như vậy là dấu bằng xảy ra khi x bằng y và bằng bằng z ha. Này. Dấu bằng xảy ra. Khi mà chị ghi là x bằng y bằng z. Chưa? Rồi như vậy là mình cũng đã vừa hoàn thành xong bài số 5, cũng là bài cuối cùng của phần bài tập ngày hôm nay. Thì các bạn về xem lại các video bài giảng lý thuyết cũng như là các bài tập, các ví dụ để mình nắm rõ được cái kiến thức về liên hệ giữa các phép toán ha, liên hệ giữa thứ tự các phép toán. Và các bạn xem kỹ lại những cái bài mà chứng minh để mình có thể là áp dụng cho những cái bài chứng minh sau nữa. Giống như là cái bài 3A, các bạn thấy là chỉ có một cái ý là a cộng b, a phần b cộng b phần a lớn hơn bằng 2 thôi. Tuy nhiên là mình có thể áp dụng để chứng minh, từ đó mình có thể suy ra những ý tưởng chứng minh cho những cái bài khác nữa ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau nha. Thank you.